Đây cây nhà anh Thảo đấy các bác nhé. Để ngắm những cây hoa giấy nó đơn giản thôi. Những cây này thì nó cũng là một cây nghệ thuật thôi, nhưng mà hoa nó rất là đẹp. Qua đây đi qua một tí ngắm hoa nó đẹp quá các bác ạ. Thận làm video các bác cùng ngắm và cùng thưởng ngoạn luôn. Như các bác đã thấy nhé, đây là cây ở dưới tầng 1 này. Tầng 2 này, tầng 2 cũng hoa các bác ạ. Rồi lên đến tầng 2,5 trên kia cũng hoa kìa. Những nó điểm hoa nó đơn giản nhưng mà nó đẹp. Đây thì một cây đỏ này các bác này. Cũng có một cành nó ra ngoài cửa rồi nhưng mà nó cũng hoa. Cành ngoài cửa thì nó bên kia nhá. Cây này thì có một lần tôi làm video về nó rồi nhưng mà lại cái lần đấy thì nó chưa hoa. Đây thì hoa trên tầng, trồng những cây nhỏ đơn giản nhưng mà hoa nó đẹp. Bên trên kia nữa các bác này. Không, đánh đây mình chỉ có phân, tán ra một đó. Nó cũng hẻm góc mà. Chung vẫn chỉ mấy hôm bữa thấy là năm như cũng đơn là cũng chỉ năm trước. Thấy đẹp thì chúng ta cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng thôi các bác nhé. Cứ lâu lâu lại, bởi vì sao, bởi vì cái mùa này nó ít hoa lắm. Mùa đông hôm nay rất là lạnh. Đây các bác này, cái tay của tôi đấy, trang bị thế này còn lạnh không à. Đấy, cũng không cần nhiều, chỉ đơn giản thôi. Những cái cành bằng cổ tay. Thế là chúng ta cứ trang trí thì đến buổi thì nó ra hoa thôi. Tiết trời này mà ngắm, tiết trời đông mà ngắm những bông hoa giấy rực rỡ thế này thì cũng ít rồi. Rực rỡ và đặc cấp.